thấy nó đâu không? Bây giờ có thấy nó đâu không? Chưa thấy. Hả? Ủa bên kia bọn thú phỉ nó cắt cây. À, em hiểu rồi. Ở bên cây. Đâu? Ôi, cây cây kia này. Đâu? Đâu? Ôi. Đâu? Ôi, cẩn thận. Cẩn thận nó chạy mất đi. Ôi. Ô cha. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng nhìn rất trượt. Wow. Ui. Lôi ra đây, lôi ra. Anh ấy nó khỏe. Sáng đảo nhưng mà khả năng nước này anh em mình vẫn chưa lội được đâu. Ôi sao có cái gì đấy? Chuột, chuột. Chuột đảo à? Bật chuột đảo. Đúng vết chân chuột đẩy đấy. Cỏ. Cái này nó đang ấy nắm chằn chắc lắm này. Cái này đang phá rừng. Đây có biết gì này? Để. Cái gì? Có người đi đấy là vòng vèo này. Phải không? Phải người đi không? Anh là nó từ bên kia sang nhỉ? Đây hình như kiểu vết. Ôi, như là vết chăn thật đi anh ạ. Đây. Đây là vết mới đi sao? Như là vết này là vết ở bên, hình như là bên đảo sang ấy. Thế nên đang bảo ở bên đảo. Em nhìn vết này giống kiểu những bọn cuốc mà đi, mấy con cuốc à? Cuốc nó lủn như... Cuốc lủi thằng nối luôn đấy, thằng hàng nối rồi. Ui, đây này, vết này này. Bên đây này, này. Đây chỗ chú cảnh nha. Vết này đúng mẹ. Vết rắn rồi, rắn rồi. Chăn rắn rồi này. Đúng vết luôn này. Đây này, phía đây này. Có vết này. Cái này có vết to nhỉ anh Huy nhỉ. Đây nó luôn ở trong bụi trong cạnh đó. Đi qua cả cái mút này. Nhưng mà nó đi vào trong này gai rậm này thì làm sao mình tìm được thấy nhỉ. Với gai này chắc kiểu. Toàn với gai rậm này. Chăn này có rắn thì chả tìm được đâu. Ôi, vết lượn này. Ôi. Xem cái vết nào mới nhất thì bắt đầu mình đi lần đi theo cái dấu vết ấy. Lần theo cái dấu vết của nó. Lần theo vết. Nhiều đường thế thì chia nhau ra đi, chia nhau ra từng mỗi người một đường đi. Chia nhau ra tìm những cái vết ấy. Mỗi người một đi một cái đường vết đi. Gì? Đây rồi. Đâu? Cái gì mà đây rồi? Thấy rồi. Thấy cái gì? Chăn. Chăn á? Ồ chăn anh em ơi. Chăn. Đâu rồi? Em vừa nói lụt vào trong bụi cỏ này. Đâu rồi? Vào bụi cỏ á? Đâu? Lượn vừa lượn vào trong này này. Vừa lượn vào trong này. Anh ở đâu? Cũng cạnh anh. Lượn trong đấy á. Thử đón đâu xem nào. Nam lên trên đi, Nam lên trên đi. Rộng ngay sao ngủ thấy đâu nhỉ? Nó nhìn thấy nó ở đoạn nào? Em thấy nó nằm ở góc này này. Thì sao em đến phát thấy một cái mẩu đuôi thôi. Em thấy một cái mẩu đuôi chứ em chưa nhìn thấy người ạ. Ui, cái này thì làm nào nhỉ? Đập, cắt đứt lối đi. Nam cắt đứt lối ở đằng ý đi Nam ơi. Dũng cắt đứt lối đằng này đi. Không để cho nó chạy á. Nếu như nó ở trong này. Đây rồi. Chạy về trong Nam đây rồi. Đâu? Đấy, chạy về trong Nam đây. Đâu? Ở trong búi này Nam chặt đâu đi. Ôi, giấm này. Nhìn thấy rồi. Chắn thật.
Chân thật hả chú? Chân chân. Cháu nhìn thấy. To không? Có đâu. Còn tầm tầm bao cân? Còn khoảng 20 cân ý. Uầy. Ui. Nãy cháu nhìn. To đấy á. Ừ. Nhìn thấy rồi. Con này nó chạy cũng nhanh lắm đấy. Đây rồi. Nó có chặn đầu đây rồi. Chặn đi. Ủa. Đoạn ngay nhỉ. Anh em đuổi ra này đi. Để cháu chặn đầu này. Nhiên liệu rộng này. Có thấy nó đâu không? Bây giờ có thấy nó đâu không? Chưa thấy. Hả? Chưa thấy. Ủa bên kia bọn thu phỉ nó cắt cây. À, em hiểu rồi. Bên kia nữa. Ở bên, ôi, bên cây. Đây. Đâu? Ôi, cây cây nhá thôi. Đâu? Đâu? Ôi. Đâu? Ôi, cẩn thận. Cẩn thận nó chạy mất đấy. Đâu? Ôi. Ô cha. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng nhìn rất trượt. Wow. Ui. Lôi ra đây, lôi ra đây. Anh ơi, nó khỏe. Khỏe á? Gì? Cái nó quấn vào cây rồi, cái nó quấn cái đầu cây trong kia rồi. Anh quấn vào cây trong kia rồi. Ôi, nó lên cây cơ. Gài đấy, cẩn thận, nó xước hết tay đấy. Không khí vào. Ôi kia, nó lên cây mất thôi, nó quấn cây rồi, nó quấn vào cây rồi. Lên lên cái xẻng, lấy cái xẻng. Lôi lôi mạnh ra, lôi mạnh nhá. Ê, nó quấn vào cây rồi, không được. Thế là phải túm được cái đầu nó ra. Thả đi. Túm cái đầu, túm cái đầu. Đấy, đầu nó lên. Ôi. Ôi trời. To đấy. To đấy, to đấy. À ôi, từ mắt cái xẻng nó kìa. Nó xẻng nhảy lên, nó lại vào trong. Ôi, nó quấn vào cây này. Nó quấn vào gai. Ôi. Ôi. Này. Đấy. Đấy. Xiên đầu ở đây. Ừ. Nhấc người lên lên đã. Nhấc nó lên. Nhấc lên. Ôi. Quá. Ui, nó bỏ cành gai anh đi. Anh ảnh mở rỡ cành gai cho anh Huy đi. Ôi. Con này to nhờ anh em nhỉ. Ôi, con này đúng được tầm 20 cân. Trưởng của nó nhá. Đúng vết trưởng của nó này. Ôi. Ôi. Ôi trời. Đúng vết trưởng của nó đấy. Hàng thế. Ui, trời ơi, được hàng rồi anh em ơi. Có hàng đấy. Ui. Bên kia nó đang cắt cây, nó đang phá rừng. Đấy, em đã bảo là, tại là, sao mà tại sang đây. Ui, khả năng lúc nãy vết trườn đấy là nhiều lắm đấy. Khả năng vẫn còn đấy. Vẫn còn to nữa thì phải, còn vết trườn to lắm. Ui. Ui. Sợ chưa? Ui. Được đấy. Nó không cho anh lại gần nó. Túm. Một thằng nào. Đây rồi. Nó sang đây nhiều thế. Ủa, này, em đi đâu đi theo em luôn này. Nó sợ mày. Đấy, ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Được ghê lắm. Nguy hiểm thật. Ôi. Ôi trời ơi. Này hàng lắm. Quá hàng lắm. Lỡ không nhìn được đằng sau. Thôi tiến anh, bắt đi để anh em mình tìm tiếp. Thôi bắt đi anh. Anh bắt đi. Bắt đi để con tìm tiếp. Vô. Đừng có treo nữa. Đi mình bắt. Vô để đem. Ơ, sao này? Đâu? Lao vào hồ nhá. Để em đi lấy túi. Ôi anh ơi, bây giờ bắt kiểu gì nhá? Nó làm nào? Lấy cái túi. Lấy cái túi Nam ơi. Từ. Lấy cái túi che mắt nó lại. Chỗ này hàng lắm. Thôi đừng trêu nó nữa. Đừng bắt. Thế thế thôi. Shhh. Anh hay bắt đi để em cuồng trêu này. Mày lừa lên rồi anh bắt nhá. Shhh. Ôi trời. Cắn không anh ơi? Ôi. Nó bị cắn luôn. Em tưởng nó cắn vào tay anh rồi. Anh cũng gần cổ nó. Ủa. Thì nó không bị gì. Em tưởng nó cắn vào tay anh rồi. Mày lừa đi để anh đó. Ui. Nó vẫn đang để lấy ý cái anh. Lấy cái túi. Không để ý mày đâu. Lấy cái túi. Vứt nó lên nó. Vứt lên đầu nó. Thế. Rồi. Rồi. Bây giờ. Tóm. Trời. Ui giời. Ui, thích nhỉ. Thích chưa? Sướng. Đấy đúng nhìn này. Con này dài nhỉ. To vãi. Ui giời đẹp chưa? Ui giời. Ui giời. Ôi nhìn ra ngọn này kinh khủng vãi. Đẹp mắt này. Nó bên kia nó sang rồi. Anh em mà chuyển đi sang bên đấy đi. Bên đấy nó đang phá rừng. Bọn thổ phỉ nó đang cắt cây. Động. Ui chục. Nhưng bây giờ làm sao sang bên đấy nhỉ?
Bởi bơi sang. Ướt đến người. Nhưng mà bơi đến người. Sao đấy ướt mình. Cởi bộ quần áo đi. Cởi bộ quần áo xong một tay cầm quần áo một tay bơi. Thế không cởi quần áo đi em bên này. Hay chiều sang đi. Chiều á? Tìm bên mà thôi em sợ chiều là nó sang hết đấy. Sang hết bên này. Mình tìm bên này đã. Bên này đã. Sang đi anh ạ. Bên này đã đi. Thôi bây giờ thống nhất thế này đi. Bây giờ anh em mình tìm một lúc ở đấy để xem nào. Xem còn có con nào đó ở quanh khu vực đấy được không. Xong anh em mình bơi thằng kia nhá. Ồ, được anh ơi, được. Thế được, phải đi. Vòng quanh ra đi. Ôi, nhìn cái bên trượt bắn nãy của nó này. Ở đấy mọi người ạ. Khủng khiếp luôn. Hôm nay anh em chúng con đi theo cái dê ở bên sông bên này thôi. Nhưng không tính là sang bên đảo mọi người nhỉ. Thế nhưng mà trước khi đi anh em còn nhìn thấy những cái vết chuồn. Nó to lắm mọi người ạ. Cho nên anh em chúng con truy tìm và truy bắt nhé. Kìa, bên kia đảo bên kia họ đang cắt cây. À, cho nên nó động với lại nó phi hết sang bên này rồi. Thôi, thôi. Con xin phép con ngắt cái video tại đây thôi. Anh em chúng con còn đi tìm tiếp. Mọi người yêu quý anh em chúng con thì cho chúng con xin một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em chúng con nhé. Con chào tất cả mọi người ạ.